kinh đấy nhỉ. Nhặt cắt lên tiền. Phá rồi. Phá rồi. Đâu vừa cắt cái gì đi đâu ấy. Cắt cái cắt cái này cắt lên đúng tiền. Ừ. Dính vào gốc luôn. Bây giờ vệ to hơn đấy. Yeah. À không, tay đẹp chú dài thôi. Tay vừa phải thôi. Gãy con mẹ rồi. Thế này là mang về chơi hay là đi bán đấy? Bán chơi. Bán. Không, cho bán chơi. Đúng rồi ạ. Bán cái tay dài đang thích thì chứ. Phóng ảnh nó đẹp. Phóng gì? Tay phóng. Bay là điểm nhấn. Này quá đẹp kìa. Dạ mẹ đi. Không, đi chơi. Điểm nhấn. Chơi kiếm gì khác. Không phải thằng em mình lúc nào mọi người có điều kiện. Ừ. Bán cây. Đi chợ. Đi chợ, mặt nó gái. Đi chợ cho vui thôi đúng không? Đi chợ cho vui thôi. Vừa bán cây kìa. Bảo bây giờ cứ cần mẹ mang về thế thì ông thôi. Được, cắn cây tây phóng được. Đây tôi bỏ cho nó. Phúc luôn nhỉ. Cắt cái này cũng phúc luôn. Bỏ xài nhỏ một tí tí. Siêu mini. Mình dơ lên tôi chụp cái ảnh. Được rồi, ok. Sang bên này quay mấy cây bên này. Đẹp quá. Mỗi hôm nhìn thấy lại hoàn thiện thêm tí. Đẹp. Anh phải thay vào cái chậu này. Nó khỏe. Ừ. Còn nhiều đất. Giá rổ bây giờ có gì khác không anh? Có chứ. Giờ là bao nhiêu đấy? Bao nhiêu thì anh em nội bộ. À không, cứ báo anh em biết đi. Con này nội bộ. Alo thôi nhỉ. Alo nội bộ. Đến tận nhà. Alo xuông là khó lắm. Đấy. Cao không? Hỏi xuông là khó. Đây, quê alo nội bộ. Hoàn thiện, đẹp. Đóng gập. Cứ hình thưởng lại cho đi chơi hơn một xíu. Đúng rồi. Hà cho nó ngắm với một xíu. Anh ơi. Anh Hiếu, cái này thì có từ phía trước này. Hoa giấy. Anh có đi cầm nếm không? À thế à? Lúc nào ra đến Lê Thái Tổ thì đấy em khoan nhá. Ra đấy em mới có cáp. Không có, em có mỗi sợi từ hàng trống đi ra chỗ Tràng Thi thôi. Về để sang với chỗ kiện. Muốn về lắm rồi. Không cho chịu thì chịu. Giờ thì mua thì mua chịu. Bây giờ anh con đi con rồi chạy xe kìa. Đâu? Chịu không bán. Kia gì? Ờ. Tao đọc giá và số tí thì em ra nói cho thế. 0979 0979 796 796 881 881 Giá con đi là 9 triệu. Xuân tháng à? Ờ. 9 triệu. Quan tháng. Quan tháng. 9 tháng. Quan tháng. Tháng vẹo, mũi bé. Đây. Đủ rồi. Cứ đi từ từ để cây đẹp để sau quay.
rừng này của ai đây? Của em à. Đấy, đấy. Anh bỏ vào đấy, dây là được chuẩn. Bao nhiêu tiền đấy? Thôi cứ gọi cho ông bắt thắng này cho dễ nhỉ. À đây. Quay cây quay. Có cần đọc số không? 0982 422 696 quả đấy chậu đấy ác chiến đấy nhỉ. Hai, các hai anh em nhìn giống nhau đấy. Vợ. Ừ. Mua đồ để ý vợ à? À nó gắn hay sao? Nó gắn. Nó gắn hay là cái men đúng không ạ? Nào đây ra quay cây của. À đây còn cái si này có gì thay đổi không? Cái si này có gì giá thay đổi không? Bao nhiêu? Vẫn 15 à? Đây, 10 đây. Hả? 10 đấy, dễ phun ra đây. À có điện thoại. Ok. Đây đấy. Đấy chắc ra đổi. Vâng ạ, nó bị sứt chân này, không để nghe. Về nhà thì ngại. Gà mua của mình ra đổi. Mua chỗ mới. Cây của Quang Thắng 15 triệu. Một thời gian nữa, tất nhiên phải nhiều năm nữa, rễ nó bệt vào nó thành thân cốt ấy, thì cái này đẹp. Đây, con này 9 triệu đâu mấy nghìn tiền dây vắn lại. À dây nếu ông bảo hôm nay cho mang cho không được. Ủa anh Thắng vừa đọc số ấy. Để tôi quay lại. Giờ mình để xe là kia hôm nay không biết có sao không. Cái xe Nam Điền của anh Thắng. Không, như cái này đấy là mình bỏ cái này đã được. Cây tạm gọi là chữ khoanh đi. Tạm gọi chữ khoanh đi. Côn chữ khoanh. Cao độ 60 phân. Đây, phần lượng kính lốp vệ thì các bác cho đây. Số vừa đọc rồi. Nếu thích thì alo. Doanh của Thắng, à quên PC của Thắng quay lại. Được, phía trước tôi cũng quay rồi. Trước tôi quay rồi. Cái là bến đỏ. Và bên này thì quay lại một chút. Nhưng tôi thì tôi sẽ bỏ cái tay này đi. Bỏ cái ngọn này đi, lập cái này làm ngọn. Cũng như còn phải đánh vào còn nhiều nữa. Cái đồ còn đắp chăn này. Nằm liền đấy. Đắp chăn này. Chưa có lá nhưng mà nay đã xanh um rồi. Cái này mọc theo lên nó mọc đẹp lắm rồi. Cái này mọc theo đi. Gần đá. Nó không còn đi lại đâu. Thì nó đá thấp tùy đấy đi. Thì nghe nhỉ? Bán bao tiền cái đấy? À, cái này cái to thì nhiều tiền, cái bé ít tiền. Nhưng sao được? Như cục này là 800 anh ạ. Anh quảng báo em ơi. Nó bằng đá gì đấy? Đá tổng thủy anh ạ.
Thế mà làm được nó trắng trắng này à? Vâng. Đó, ngâm nước sau thì nó đẹp. Ngâm nước lên rêu rồi nó thành cái này đấy. Tô được con gì không? Cái này trồng đó. Cái đấy tô ngâm nước, tô rửa nước ngấm rồi ạ. Có làm cái to hơn không hay là bé bé này đâu? Em làm cả lũy và to hơn nữa anh ạ. Theo kích thước có thể đặt đấy ạ. Đặt à? Vâng. Mát mát này đúng rồi. Mát mát nữa. Đánh trắng hết nhỉ. Không mua đi, mua đi ủng hộ nó đi. Chỗ làm đá này rời chứ với cả làm mất thì không lắm nữa. Làm ra một tác phẩm đẹp này thì ok. Làm tác phẩm đẹp này thì là một vấn đề. Đây cái xi cổ của ông nào đây? Xi. Đục tiếp cũng mệt lắm nhỉ. Ok, rồi. Xin cảm ơn các bác để đi ra góc khác.